xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lòng Ngọng thân mến. mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 56 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc dài tập độc bộ Thiên Hạ tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện để Khánh Duy có thể biết cảm xúc của mọi người về cách đọc cũng như nội dung của truyện. Và các bạn cũng có thể donate ủng hộ để động viên cho Khánh Duy Để Khánh Duy có thêm kinh phí để Duy chỉ kênh Bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe tập 56 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây Tiếp theo phần trước lại nói lúc bây giờ Tống Cao Đức ăn vào hai quả sinh sinh tạo hóa đan liên tiếp hai lần độ thiên kiếp thu hoạch cực kỳ lớn. Tu vi của hắn lúc này chỉ kém nửa bước là tiến vào đan đỉnh kỳ tương đương với một tiểu đan đỉnh kỳ cường giả. Tu vi hùng hậu hơn trước cả chục lần thân thể cũng cực kỳ là dũng mãnh thực lực bạo thăng mấy lần. Chân nguyên của hắn dũng mãnh tiến vào trong đại chu thiên tinh đấu trận đồ chỉ thấy trận đồ này lập tức bành trướng khuếch trương so với trong tay diệp phúc còn lớn hơn mấy lần, tu vi của hắn hiện giờ cao hơn diệp phúc rất nhiều, thực lực cũng không yếu hơn diệp phúc là mấy. bởi vậy diệp phúc mới có thể yên tâm giao trận đồ cho hắn khống chế. lão đệ, người tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh, bước khởi đầu là thiên kiếp hạo nguyệt bát phẩm. đợi khi vạn kiếp vô lượng tâm kinh tu vi đuổi kịp tu vi trước mắt của ngươi rồi, đó là đại kiếp nạn của tam thai cánh mang thai kỳ, ngàn vạn lần người phải hết sức cẩn thận. Tống Cao Đức trịnh trọng vạn phần trầm giọng mà nói Tống Huynh yên tâm Ta tự có chừng mực mà Diệp Húc cười ha ha Lúc này mới vận chuyển vạn kiếp vô lượng tâm kinh Vạn kiếp vô lượng tâm kinh Chính là tâm pháp chấn giáo của vạn kiếp môn Nó cực kỳ là tinh diệu So sánh với kiểu chuyển nguyên công Của tiểu quang minh thánh địa Là đồng dạng rất khó để tu luyện Khó khăn của tâm pháp này ở chỗ Chủ yếu là lúc độ kiếp Là đại địch của từng người tu luyện người có thể bình an vượt qua thực lực sẽ tăng lớn không vượt qua được liền chỉ còn một con đường chết căn bản không có cơ hội trở mình cũng chẳng có con đường nào khác bao năm qua không hề ít đệ tử vạn kiếp môn ngã bên trong lôi kiếp bị thiên lôi đánh cho chết thảm thân thể tan rã hồn bay phách lạc còn có không ít đệ tử vạn kiếp môn tu vi hoàn toàn có thể đột phá đạt tới tầng cảnh giới tiếp theo lại thủy chung không dám tu luyện đúng là vì không dám chắc vượt qua được lôi kiếp Diệp Húc tu vi đạt tới hạo nguyệt bát phẩm, tu luyện tâm pháp này thuận buồm suy gió, chỉ trong vài cái hô hấp liền đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh tới bồi nguyên thất phẩm. Tống Cao Đức khống chế tinh đấu trận đồ chạy như bão táp về phía trước, tránh né hoàng sán truy kích, một mặt cướp đoạt bảo vật bên trong tinh hà. Trong giây lát ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên không trung tinh đấu đại trận đồ có bảy phiến kiếp vân chậm rãi ngưng tụ, tản mắt ra uy năng lôi kiếp từ hạo nguyệt bát phẩm tới hỗn nguyên ngũ phẩm. Không ngờ toàn bộ đều xuất hiện Thật không ngờ liên tiếp độ 7 lần kiếp vân Bộ 7 kiếp lẫn Trên chán của Tống Cao Đức toát ra toàn mồ hôi Mở lớn miệng làm bầm mà nói Lão, lão, lão đệ ngươi, ng ng ngươi phải có chừng mực mà Chúng ta hiện giờ đang có truy binh Đỉnh đầu còn có 7 khối kiếp vân kìa còn, còn không ngại nhiều chuyện nữa hay sao Hắn lắp ba lắp bắp nó không lên lời Giờ phúc mở to mắt cười nói À những kiếp vân này còn không làm gì được ta đâu Bảy phiến kiếp vân rất nhanh ngưng tụ thành hình Trong đó lôi điện lực chậm rãi nổi lên Từng đạo lôi quang chu lủi trong mây rung động canh cách Đại chu thiên tinh đấu trận đồ tốc độ dù nhanh Thế nhưng kiếp vân này vẫn thủy chung bao phủ bên trên không Bị khí cơ của Diệp Húc hấp dẫn Tống cao đức tâm tình không khỏi khẩn trương Kiếp vân này rất nhanh sẽ đánh xuống lôi kiếp Làm cho bọn họ bị vây trong đại dương thiên lôi minh mông Diệp Húc đột nhiên há miệng hút một cái, giống như nút chuông cầu vồng, chỉ thấy kiếp Vân này không ngờ bị hắn kéo tới bên mình, điên cuồng chu lùi trong miệng của hắn. Chỉ vài cái hô hấp, bảy khối kiếp vân bị hắn hút vào trong bụng. Tống Cao Đức mở miệng lớn, cầm muốn chật khớp, cuốn quyết để lại cầm của mình, nổi giận lôi đình mà quát. Còn mẹ nó chứ, con mẹ ngươi, hắn 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 cái con mẹ hắn chứ, ngươi ng ngươi không ngờ đem kiếp vân ăn mất sao? răng rắc một tiếng hắn giật mình cầm lại chật khớp đau tới gương mặt vặn vẹo một câu nói cũng không thành lời trong bụng của giáp phúc truyền tới những tiếng lanh cách lanh cách sau đó loại ầm ầm tiếng sấm vang lên bảy phiến kiếp vân phát tác ở trong bụng của hắn vô số lôi điện bổ tới bổ lui chấn cho làm thân thể hắn run lên kịch liệt thậm chí cả làn da sợi tóc đều bị lôi điện lực chạy tới chạy lui lách cách lách cách rung động lóe ra một chuỗi hỏa hoa kiếp vân hết thảy tiến vào trong bụng của Diệp Húc, uy lực là có thể biết. Diệp Húc lập tức vận chuyển kiểu chuyển nguyên công, liều mạng dùng lôi điện lực rèn luyện thân thể, nguyên thần và tâm hồn, thậm chí ngay cả chân nguyên của hắn cũng tẩy lễ một lần rồi lại một lần. ầm vang một tiếng, màu sắc chân nguyên của hắn đột nhiên lại biến đổi, biến thành một màu lam, thành công đột phá, bước nhập năm chuyển, hướng tới 6 chuyển mà tiến tới. Còn mẹ nó, Diệp lão đế ngươi ngươi ng 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 không muốn sống nữa sao? Tống Cao Đức thấy như thế, nhìn mà hết hồn, ở trong trận đồ đi tới đi lui, trong miệng lẩm bẩm không ngừng nói cái gì đó. Hắn sợ Diệp Phúc đột nhiên không chống đỡ được mà nổ tan xác. Qua không biết bao lâu, Diệp Phúc mở to mắt, thở một hơi, trong lỗ mũi phun ra hai luồng lôi điện, làm cho Tống Cao Đức phải hoảng sợ. Thống khoái, lôi đánh thật thích à? Hắn cười nói, Tống Cao Đức sau một lúc lâu không nói gì, mới căm hận mà nói: "Người, người quá biến thái!" cử động của Diệp Phúc lần này quả thực là cực kỳ biến thái, trực tiếp ăn luôn kiếp vân, độ kiếp ở trong bụng của mình. Tống Cao Đức vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy các loại độ kiếp của quái như vậy. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ bị lôi kiếp bỏ cho mục nát, đi đời nhà ma rồi. Biến thái, cho dù là trưởng giáo của vạn kiếp môn cũng không có dám làm như vậy. Tiểu tử này thế mà lại dám. Diệp Phúc có thể làm như vậy chủ yếu là dựa vào kiểu chuyển nguyên công và 199 mặt tinh phiên thêm vào nó khiến cho hắn thân thể dũng mãnh vô cùng cho dù là va chạm trực tiếp với lôi thuyền của hoàng sán cũng có thể bảo vệ tính mạng uy lực của lôi kiếp này chỉ có ba bốn thành của phu bảo cấp chiến giáo do ra còn kém xa lôi thuyền của hoàng sán còn không uy hiếp được tới lục phủ ngũ tạng của hắn được trải qua lôi kiếp rèn luyện khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn tăng cường tới mức độ có thể sánh ngang với vua bảo cấp chân giáo diệp phúc tiếp tục tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh tuy nhiên sau một lát đã nâng cao tâm pháp này tới 6 cảnh giới nhỏ, uy lực của lôi kiếp đã tới đan đỉnh nhị phẩm, thanh thế cực kỳ lớn, hoàn toàn có thể dẹp ngang vu bảo cấp chân giáo rồi. Tương đương với 5 6 kiện vu bảo cấp chân giáo, toàn bộ khai hỏa một lúc. Tống Cao Đức nhìn xem mà kinh hồn tăng đảm, chỉ thấy người này không ngờ lại là dám làm như vậy, nuốt sạch 6 kiếp vân nữa. Trong bụng truyền tới từng tiếng nổ ầm vang khủng bố tới cực điểm. Hắn thậm chí người thấy được mùi cháy xém của thịt, hiển nhiên dịp phúc lần này so với lần trước nguy hiểm hơn nhiều. Kiếp Vân đã có thể uy hiếp được tới thân thể của hắn, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị lôi điện làm cho cháy xém. Nói không chừng còn có thể bị lôi kiếp bổ cho bong ra chốc vẩy. Diệp Phúc sắc mặt ngưng trọng, vận chuyển cửu chuyển nguyên công, đồng thời chân nguyên liều mạng hấp thu sức sống bừng bừng, truyền ra từ ngọc lâu chữa trị tổn thương thân thể. Cửu chuyển nguyên công đã được hắn thôi phát tới cực hạn, liều mạng hấp thu chân nguyên dung nhập vào trong cơ thể, cắn nuốt lượng lớn, có thể nói là khủng bố, cũng may đại chu thiên tinh đấu trận đồ có thể cung cấp cho hắn rất rất nhiều chu thiên tinh lực nếu không tu vi của hắn chỉ sợ trong vài lần hô hấp đã bị nguyên công này cắn nốt sạch sẽ chân nguyên của hắn đột nhiên từ màu nam biến thành màu lục không quá lâu sau lại từ màu lục biến thành màu cam một đường đánh thẳng tới bảy chuyển vạn kiếp vô lượng tâm kinh và cửu chuyển nguyên công cùng tu khiến cho thân thể của hắn tiến bộ khủng khiếp hắn tập hợp lại hai đại pháp môn tu luyện thân thể mạnh nhất thân thể mạnh mẽ vượt qua tiểu quang minh thánh địa và vạn kiếp môn bất luận là một đệ tử ngang cấp nào có thể nói trong cùng một giai cũng không thể sống vai được với hắn qua thật lâu sau sáu đạo lôi kiếp này khó khăn lắm mới vượt qua được tiếng sấm trong bụng hắn dần dần bình ổn không hề kinh tâm động phách như trước nữa lão đệ ng người không sao đấy chứ tống cao đức chán đổ mồ hôi lạnh chỉ thấy diệp húc mở to mắt từ từ phun ra một ngụm khói đen vội vàng lên tiếng hỏi lần này nỗi hơn suýt nữa thì đốt trọi cả lục phủ ngũ tạng rồi diệp phúc thở dài cười lần này có vẻ lỗi hơn suýt chút nữa thì đốt trọi lục phủ ngũ tạng rồi diệp phúc thở dài cười nói tuy nhiên cuối cùng cũng bình an vượt qua được nguyên công của ta tu luyện tới bảy chuyến còn có thể đối phó với vài lần lôi kiếp nữa nhưng tuyệt đối không kéo mấy lôi kiếp này vào trong bụng nữa đâu nếu không khẳng định sẽ bị nổ chết chỉ có thể từng lần một mà thôi Tống Cao Đức sau một lúc lâu không nói gì Lại căm giận mắng một câu Biến thái, thật sự là biến thái mà Diệp Húc đã đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh Tu luyện tới cố nguyên tứ phẩm Mà lôi kiếp uy lực Tăng lên tới đan đỉnh nhị phẩm Sau một lần lôi kiếp uy lực đều vượt qua trước một thành Rất khó vượt qua Nhưng thân thể của hắn kiêm hai pháp môn giải luyện thân thể lại có đủ loại vô bảo trong tay cho dù là lối kiếp ảo đan kỳ hắn cũng có nắm chắc vượt qua được tuy nhiên nguyên đan kỳ lối kiếp hắn một thành nắm chắc cũng không có vòng thứ nhất của tinh hà dài tới mấy ngàn dặm tinh lộ quá dài những người khác ở trong tinh hà cướp đoạt bảo vật tuy nhiên vòng thứ nhất bảo vật tuy rằng quý giá nhưng còn kém xa xa với vòng thứ hai trong vòng thứ nhất âm dương nhị khí càn khôn bình là quý giá nhất thì đã bị diệp phúc thu đi rồi những bảo vật khác thường thường là vũ bảo cấp chân giáo tàn phiến còn có một chút dược đỉnh dược lô tuy nhiên diệp phúc và tống cao đức đi qua nơi này những dược đỉnh dược lô đầy đủ đã bị hai người cướp đoạt hết thảy chỉ để lại một vài lô đỉnh bị tàn phá đến không chịu nổi hai tiểu tử, tử khốn kiếp kia một đường cướp đoạt ăn hết cả thịt lẫn nước rồi chỉ lưu lại cho chúng ta mỗi một cái nồi cẫn không thôi giết bọn chúng làm cho bọn chúng nôn hết thảy thịt canh ra vòng thứ nhất chỉ có được rực đỉnh dược lô cùng âm dương nhị khí cản khôn bình là có thể nói là bảo vật thôi lại hết thấy bị hai cái tên khốn kiếp kia thu đi rồi tội ác tày trời mà những người này ánh mắt đều đỏ bất chấp thu những lô đỉnh tàn phá này nữa đều dọc theo tinh hà đuổi theo hai người giúp phúc không hề ít cường giả ý đồ trực tiếp từ vòng thứ nhất của trụ quang đại trận bay vòng thứ hai cướp đoạt bảo vật ở nơi đấy tuy nhiên tốc độ tinh xa chạy vào vòng thứ hai là gấp 10 lần vòng thứ nhất những người này còn chưa bay tới vòng thứ hai đã bị hao hết thọ nguyên hóa thành xương khô xóa nhòa trong thời gian vậy trong vòng thứ hai của trụ quang đại trận cho dù có mấy ngàn năm tuổi thọ cũng không đủ mà tiêu xài tống cao đức khống chế chu thiên tinh đấu trận đồ nhanh chóng tới gần phạm vi vòng thứ hai của trụ quang đại trận khoảng cách chỉ còn lại có mấy trăm dặm mà thôi khoảng cách như vậy nhìn như xa xôi nhưng đối với hắn mà nói một nén nhang là có thể tiến vào trong đó Tuy nhiên, tới được nơi này, Tinh Hà đã khôi phục lưu chuyển, Tinh xa chạy trồm. Đại Chu tiên tinh đấu trận đồ, bị trụ quang đại trận áp chế rất cao. Cho dù tu vi của hắn tăng nhiều so với tu vi của Diệp Phúc thâm hậu hơn nhiều lần, nhưng trận đồ cũng thu nhỏ nhỏ lại chừng 5 60 m. Hơn nữa, bay xa về phía trước, trận đồ lại càng thu nhỏ lại, bức hắn không thể không toàn lực thi triển. Trên chán gân xanh nhảy lên không ngớt, mà ở phía sau bọn họ, đám người hạ sư dương giống như mảnh ô nha gào thét bay tới, thậm chí ngay cả Hoàng Sán cũng gia nhập vào trong đám người này. Những người này liên kết khởi Cửu đỉnh, một đường chấn áp, Cửu đỉnh ở trên tinh hà đấu đá mà đi, thanh thế khủng bố làm cho người ta phải sợ nhìn. Tuy nhiên, Cửu đỉnh của bọn họ cũng bị trụ quang đại trận chấn áp, thể tích cũng không quá lớn, đang dần dần thu nhỏ lại. Diệp Phúc lúc này rút cuộc cũng bất chấp tu luyện nữa, vội vàng quát lên một tiếng, đỉnh đầu Hạo Nguyệt màu da cam nhảy dựng lên, dung nhập vào trong Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ. Tống Cao Đức trên đỉnh đầu cũng dựng thẳng một đạo trường hà, Chạy vào trong trận đồ. Hai người hợp lực thi triển, đồng thời chống đỡ trụ quang đại trận, tiến vào vòng thứ hai. Cho dù hai người thi triển tu vi toàn thân, Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ vẫn bị trụ quang đại trận ép tới phạm vi 560m, nhỏ tới đáng thương. Vòng thứ hai của trụ quang đại trận Từng kiện vô bảo chạy trồm bên trong tinh hà, nơi này vô bảo có chất lượng cực cao, đều là bảo vật cấp trấn giáo, hơn nữa còn là bảo vật cấp trấn giáo cực cao. Gần như mỗi một kiện đều không kém âm dương dị khí càn khôn bình. Nhưng nơi này tốc độ thời gian chảy lại gấp chục lần vòng thứ nhất, vô bảo tổn hại cũng là cực kỳ nhiều, gần như không thấy có bao nhiêu vô bảo còn đầy đủ cả. Vù vù. Trong tinh hà, một ngân kích đột nhiên phát ra quang mang đại thịnh, chỉ thấy một đạo kim quang từ trong mặt kính bắn ra giống như một đạo kim trụ oanh phá trời cao là cho không trung phía trên trụ quang đại trận run lên kịch liệt kim quang lập tức bị kiềm chế trở lại thành một tấm gương bình thường tiếp tục chìm nổi vô tận tinh xa bảo kính này dường như có linh tính bôn tẩu trong tinh hà gặp được vũ bảo khác đánh úp lại thì tự động bắn ra kim quang xuyên thủng đối phương chỉ thấy nơi này kim quang chiếu chúng thì những vũ bảo cấp chấn giáo lập tức tan rã hóa thành một bãi nước thép lập tức bị ngân kính này thu vào bên trong thuần dương bảo kính thật là lợi hại tống cao đức nhìn mà ánh mắt thẳng ra khoái miệng lưu chút nước miếng tham niệm nổi lên run giọng nói nếu có thể lấy được bảo vật này có thể diệt sạch những người đuổi giết rồi diệp phúc nhìn về phía bảo kính chỉ thấy bảo kính này cách bọn họ cách mấy dặm nhưng đang từ từ bay qua mặt kính giống như một hồ nước dài rộng trăm mét bay ở giữa không trung chậm rãi chuyển động khi nó chiếu rọi tới hai người trên mặt kính xuất hiện hơi hơi lay động trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ kiên kỵ lắc lắc đầu nói cái vô bảo này đã thông linh dựa vào cắn nút các loại tài vật khác mà bảo tồn được cho tới bây giờ chỉ sợ chúng ta còn chưa kịp tiếp cận sẽ bị nó luyện hóa thành cặn bã mất thôi huống chi cho dù chúng ta lấy được nó chỉ sợ cũng không thể thúc giục ra được kìa tống cao đức thở dài biết diệp phúc nói không sai thuần dương bảo kính này đã thông linh cắn nốt những vua bảo khác khiến cho uy năng của nó càng ngày càng mạnh nếu như không có như thế cũng không thể có khả năng tồn tại trong thời gian lâu như vậy được ta có nghe nói thuần dương bảo kính chính là bảo vật thượng thừa đáng tiếc không có bao nhiêu người biết cách luyện chế cả nếu là có thể lấy được bảo bối này sau này tu luyện tới nguyên thai kỳ kìa mượn uy năng của thuần dương bảo kính lên có thể thăng rong vượt qua âm sát được rồi Tống Cao Đức lưu luyến nhìn vào kính một chút, lên tiếng nói: "Vũ sĩ tu luyện tới nguyên thai kỳ, mượn thiên địa kiểu sát ngưng rèn luyện nguyên thai, khiến cho nguyên thai thuần dương, nhưng mà khó khăn trong này rất lớn, nguy hiểm cũng nhiều, là cảnh giới của tỷ lệ tử vong cao nhất đấy. Sau khi vượt qua, thành tựu nguyên thần có hy vọng, không qua chỉ còn con đường chết mà thôi. Nếu có thể có được thuần dương bảo kính này, thấp nhất âm sát là có thể thông dong vượt qua được, khiến cho mình vượt qua vài đạo sát khí khác, càng có hy vọng lớn hơn." Diệp Phúc cũng liên tiếp nghe người khác đề cập tới Nguyên Thai Cửu Sát, trong đó có Bách Khoa cung chủ Tố Tâm Lan tính mượn Định Phong Bảo Thụ để vượt qua phong sát, mượn phong sát rèn luyện Nguyên Thai. Nghe thấy Tống Cao Đức nói như vậy, cũng hiếu kỳ hỏi: "Cửu Sát thật sự khó có được như vậy hay sao?" "Hề, hey, Thiên Địa Thủy Phong Hóa, Sơn Lôi, Âm Dương, Cửu Sát này đều cực kỳ lợi hại, trong đó Thiên Địa Sát là mạnh nhất, cũng là hiếm thấy nhất." Âm dương song sát đứng tiếp theo năm loại sát khí còn lại yếu nhất tuy nhiên cho dù là sát khí yếu nhất cũng không phải là nhỏ Vô sĩ tu luyện tới nguyên thai kỳ cần tế khởi nguyên thai bản thân tiến vào trong sát khí rèn luyện không có thân thể bảo hộ thực lực hơi yếu một chút sẽ bị sát khí xóa nhòa đi nguyên thai nguyên thần kia tống cao đức sắc mặt ngân trọng trầm giọng mà nói kiểu sát hoàn toàn rèn luyện nguyên thai xong đó là thần dương chi thai thực lực cực kỳ mạnh Tuy nhiên đại bộ phận những vũ sĩ đều không thể dùng hết kiểu sát mà rèn luyện nguyên thai một lần được Đại đa số người là rèn luyện thủy hóa, phong sơn lối, ngũ sát Sau khi hoàn thành rồi lần cố động do nguyên thần Người có thể tin tưởng mình tìm được âm dương nhị sát có rất ít Về phần thiên địa nhị sát mạnh nhất thì ít rất ít người Lên hỏi thăm Cho dù là nguyên thần mạnh nhất là yêu tộc Cũng ít người dám dùng thiên sát địa sát mà rèn luyện nguyên thai Ngoại trừ người có thiên tư chắc tuyệt trong các danh môn đại phái thì mới có thể rèn luyện toàn bộ cửu sát được. tuy nhiên những người này đều là những nhân vật thiên tài có thể tranh đoạt giáo chủ tông chủ của các danh môn đại phái. danh môn đại phái trong miệng hắn cũng không phải là la Sát môn ngũ độc giáo hay bách khoa cung, mà là những quái vật khổng lồ như hoàng tuyển ma tông hay là vạn kiếp môn. chỉ có hoàng tuyển ma tông vạn kiếp môn những đại phái như vậy có đệ tử có tư cách tranh đoạt vị trí giáo chủ tông chủ mới dám dùng cửu sát hoàn thành rèn luyện nguyên thai tới thuần dương cảnh giới Tống Cao Đức thở dài tiếp tục nói chín cái loại sát khí này có thể cho nguyên thai thuần dương Nếu thiếu một loại cũng không tinh thuần Cho dù tu thành nguyên thần Thực lực cũng không đạt được tới cảnh giới đỉnh cao đâu Sau đó vài lần cái cảnh giới Thường thường sẽ bị vây ở trạm kiểm soát cuối cùng Suốt đời cũng khó có thể tiến thêm được nữa Vạn kiếp môn của ta có không ít lão quái vật Bị nhốt ở tam thần cánh Cả đời cũng đừng mơ tưởng mà đột phá Diệp Phúc nghe đến đấy Đột nhiên nhớ tới giao đạo nhân Ở dưới lòng đất Vân Môn Sơn tìm được một nơi địa sát tính toán tu luyện tới nguyên thai kỳ mượn uy lực của địa sát mà rèn luyện nguyên thai không khỏi thay hắn mà đổ hồ mồ hôi hey. đợi sau khi thoát khỏi chủ quang đại trận này chi bằng ta chạy tới vân môn sơn một chuyến khuyên can giao đại ca rời khỏi địa sát ở dưới đáy vân môn sơn tới quan tinh phong của ta định cư vậy dùng địa sát rèn luyện nguyên thai thực sự là rất nguy hiểm trong lúc hai người nói chuyện hạ sơ dương và mấy trăm cao thủ khống chế kiều đỉnh đi tới nhảy vào trong vòng thứ hai của trụ quang đại trận những người này hùng hùng hồ hồ thấy được thuần dương bảo kính thì lập tức đều ra tay ý đồ thu cái vu bảo này chỉ thấy thuần dương bảo kính kim quang đại phóng một đạo kim quang như trụ xoẹt một tiếng xuyên thủng mười mấy cường giả đa đỉnh kỳ trực tiếp đưa cả người lẫn ngọc lâu vu bảo của bọn họ bốc hơi không còn thuần dương bảo kính hung uy quá lớn kim quang trong kính bắn ra có thể giết người nơi nó bắn tới thậm chí là cao thủ nguyên đan kỳ cũng bị hòa tan luyện hóa một cường giả nguyên đan kỳ cực kỳ nhanh chóng diệp phúc và tống cao đức nhìn xem mà nghẹn họng chân chối bọn họ tuy rằng biết thần dương bảo kính này uy lực cực kỳ hùng mạnh nhưng không thể dự đoán được Nói là mạnh mẽ tới nên như thế nào thậm chí ngay cả cường giả nguyên đan kỳ cũng không chống đỡ được quá mạnh mẽ bảo kính chỉ sợ làm cho đám người hạ sơ dương cùng hoàng sán toàn quân bị diệt mất thôi Tống Cao Đức lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi mà nói: "May mắn chúng ta không có ý đồ thu vu bảo này, nếu không chỉ sợ lúc này chúng ta đã là người chết rồi." Diệp Húc lắc lắc đầu nói: "Thuần Dương bảo kính này chỉ sợ, còn không thể giết sạch được đám người này đâu. Dù sao cũng có mấy trăm cao thủ cơ mà, trong đó còn có cả cao thủ Tam Thai cánh. Nếu là bọn họ cùng ra tay mà nói, phân nửa bảo kính này sẽ bị bọn họ thu được." Đám người Hạ Sơ Dương hoàng sán cũng ý thức được nguy cơ đều hét lớn tự tế khởi vu bảo nhất tề hướng tới thuần dương bảo kính mà đánh thậm chí ngay cả lộc lão đường lão và mấy cường giả tam thay cảnh cũng thi triển ra toàn bộ thực lực chỉ thấy lâu thuyền đại điện đàn tranh chiến kích bảo tháp liên hoa bảo tọa bảo phiên bảo tràng đại đỉnh đại kỳ đủ mọi loại vu bảo bay múa khắp trời chung loại cũng cực kỳ nhiều thậm chí trong đó còn có 200 viên ảo đan gần trăm viên nguyên đan và chứa nhiều vu bảo hỗn tạp khác các loại màu sắc bảo khí phóng lên cao thanh thế làm cho người ta phải sợ hãi vô cùng quả nhiên là có uy thế nghiêng trở lệch đất ông một tiếng thần dương bảo kính hào quang càng thêm chó lọi một đạo kim quang to cả trăm mét từ trong kính bắn ra oanh thẳng tới những vua bảo cùng ở đan nguyên đan những vua bảo nguyên đan này tản mắt ra uy thế to lớn vô cùng chắn đỡ được kim quang ngăn chặn thuần dương bảo kính chậm rãi bước tới bản thể của bảo kính lợi hại nhiều cao thủ đồng loạt ra tay như vậy đích xác có thể ngăn cản được quy năng của bảo kính này thậm chí là thu phục được bảo kính diệp phúc cánh mắt chấp động thầm nghĩ tuy nhiên bọn họ thu đi bảo kính này rồi chỉ sợ quay đầu lại đối phó với ta thôi tống cao đức trong mắt trung quang chật lóe điềm nhiên mà nói lão đệ bọn họ nếu như thu được thuần dương bảo kính bất kể chúng ta chạy xa như thế nào chỉ cần kim quang chật lóe liền có thể phá vỡ trận đồ của ngươi làm chúng ta bốc hơi kìa trên dưới cái gì cũng không được, không bằng liều mạng thôi. được. giờ phúc quả quyết nói, thừa dịp bọn họ đối phó với thần dương bảo kính, ra tay luôn đi. hai người đều là hạng người sát phạt quyết đoán, lúc này quay người trở lại, hướng về phía đám người hạ sơ dương mà đi. đoan đỉnh đầu giờ phúc bỗng nhiên xuất hiện, đại diễn thần trung, cầm thái dương tinh phiên trong tay, điên cuồng mà đập vào thần trung, chỉ nghe thấy những thanh âm chấn vang, mà âm sung đẳng hướng tới mấy trăm người nhất tề mà công kích lập tức nhiều người trở tay không kịp bị ma âm chấn cho khí huyết lưu động mà tống cao đức lại đem chân nguyên rót vào trong đại diễn thần trung khiến cho ma âm lại càng thêm lớn tu vi của hắn cao hơn diệp phúc không biết bao nhiêu lần khiến cho lực của thần trung có thể nâng cao lên rất nhiều không ít người đang lúc toàn lực đối phó với thần dương bảo kính bị ma âm tấn công vào tay những người tu vi thấp đều bị thương nặng học máu bị thần dương bảo kính nhân cơ hội Bước phát kiêm quang bước tới gần hơn không ít hai người giáp phúc càng lúc càng gần tiếng chuông phát ra lại càng thêm cao trào liên tục công kích một lúc chỉ thấy một vũ sĩ đan đỉnh kỳ thân thể nổ tung hóa thành một đoàn xương máu rầm 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 từng cao thủ một không kiên trì được thân hình bùng nổ chết thảm dưới ma âm của thần trung trong vài hô hấp đã có hơn 10 người chết đi đột nhiên một con thuyền lớn từ trong chín khẩu đại đỉnh bay ra thẳng tắp đánh ngứa hai người lại có một tòa bảo điện thanh đồng cũng đánh thẳng tới hai người Diệp húc sau khi lâu thuyền và đồng điện hiện ra hơn 10 viên nguyên đan chó lại một mảnh cùng xuất hiện đây là do mười mấy ca thủ rút cuộc không kiên nhẫn nữa mà tấn công trực tiếp tới hai người bọn họ diệp húc trong lòng không khỏi hơi hơi trầm xuống những ca thủ này nhất tề đánh tới hai người bọn hắn cho dù hắn có thiên cơ tán để bảo vệ nhưng cũng khó mà ngăn cản được chính vào lúc này đột nhiên một đạo Kim Kiều cầu vàng xẹt một tiếng. Bắc cầu kéo dài qua trụ quang đại trận, ước chừng dài mấy trăm dặm. Nó vượt qua vòng thứ nhất, thứ hai của Tinh Hà, đi ngang qua đám người Diệp Húc. Một tiếng trống vang lên trên đầu của Kim Kiều, dừng ở bên trong vòng thứ 4 trụ quang đại trận. Lâu thuyền của Hoàng Sán, thanh đồng bảo điện của Tất Phượng Sơn cùng nguyên đan của mười mấy tên cường giả đánh thẳng vào tòa Kim Kiều. Kim Kiều chỉ hơi lay động mà lâu thuyền thanh đồng bảo điện lại bị đánh cho tung tóe nguyên đan của người mười mấy cường giả khác cũng bị hao tổn rất lớn. Kim kiều này chắn ngang trời cao, kéo dài từ bên ngoài tới vòng thứ 4 trụ quang đại trận, chấn áp làm cho bốn vòng đại trận chỉ trệ không di chuyển. Là người nào, không ngờ lại có bản lĩnh dũng mãnh như vậy, chấn áp được trụ quang đại trận này. Chúng vô sĩ thất kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một lão giả tướng mạo gầy gò đang đi trên kim kiều. Lão hờ hững với mọi người, đi thẳng tới vòng thứ tư của trụ quang đại trận. Trên đỉnh đầu của lão lơ lửng một con hòa điểu thật lớn, dương cánh bay lượn, dường như có thể đốt cháy hư không. Đây là nguyên thần hiển hóa, đem nguyên thần biến thành tồn tại như thực chất vậy. Lão giả này cực kỳ hùng mạnh, đã rèn luyện nguyên thần thành thực chất, tế khởi một đạo kim kiều làm cho bốn vòng đầu của trụ quang đại trận đứng im. Chân đạp kim kiều hướng tới trung tâm trụ quang đại trận. Đạo kim kiều này thậm chí ngay cả Diệp Phúc, Tống Cao Đức, Hoàng Sán cũng bị chấn áp hết thảy làm cho bọn họ như bị đóng đinh tại chỗ không thể nào nhúc nhích động đậy được không chỉ có như thế ngay cả thuần dương bảo kính cũng bị đính tại chỗ kim quang bị ép lui vào bên trong mặt kính cao thủ tam thần cánh rốt cuộc cũng không kim nổi mà ra tay rồi tống cao đức khít một ngụm lương khí lẩm bẩm mà nói thật là một lão già mạnh mẽ kim kiểu này chẳng lẽ là cao nhân cấp trưởng lão của nguyên thủy ma tông hay sao Nguyên Thủy Ma Tông đứng đầu trong Ma Đạo Lục Phái Nghe nói là chính thống đạo nho lưu truyền từ thượng cổ tới nay Thực lực hùng mạnh, nội tình sâu So với Ma Đạo Tam Cung cũng không kém chút nào Diệp Phúc trong lòng không khỏi kiếp sợ vạn phần Đám người hoàng sán, hạ sư dương Liên kết mấy trăm người ở vòng thứ hai của trụ quang đại trận Cũng phải nâm nớp lo sợ Thấy được một kiện thuần dương bảo kính Thì phải cố hết sức vạn phần Đã chết mười mấy cao thủ Vẫn không thu được kiện thuần dương bảo kính này mà lão giả nguyên thủ ma tông từ ngoài đi vào lại chế trụ cả bốn vòng trụ quang đại trận một bộ dạng phong khinh vân nhạt thoải mái tự nhiên đồng thời chấn áp bốn vòng đại trận thậm chí ngay cả mấy mấy trăm tam đan cảnh thậm chí tam thai cảnh cao thủ cũng bị chấn áp hết đây là thực lực của vu sĩ tu luyện ra nguyên thần tam thần cảnh hay sao tu vi của hắn đủ để chế trụ trụ quang đại trận tiến vào sâu bên trong thu hồi trọng bảo bất kể là trụ quang đại trận hay vu bảo dũng mãnh cỡ nào trực tiếp lấy tu vi tuyệt đối, thực lực tuyệt đối mà đè ép qua. Lão giả nguyên thủy ma tông này làm cho hắn xung động quá lớn, Diệp Phúc không khỏi cảm thấy bức thiết phải nâng cao thực lực tu vi của mình lên như thế nào. Nâng cao tu vi, nhất định phải nâng cao tu vi. Ta hiện tại bảo vật có nhiều, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, không thể đem những bảo vật này phát huy ra hoàn toàn được. Chỉ có thể tăng tu vi lên tới cảnh giới Tam lan cánh mới có thể phát huy ra thực lực hoàn toàn của Vu Bảo hắn cùng tống cao đức hai người thu được không ít dược đỉnh dược lô trong đó có đủ đan dược thần hiệu như sinh sinh tạo hóa đan linh đan này có thể nâng cao tu vi nhanh chóng nhưng sẽ tạo thành thực lực không được cảnh giới không ổn định thậm chí nếu như tu vi nâng quá nhanh còn có thể làm cho tâm tình không được mà tẩu hòa nhập ma tuy nhiên những thứ này diệp phúc cũng không để ý thực lực và cảnh giới bất ổn có thể chậm rãi thích cứng, tâm tình bất ổn có thể dùng huyết bồ đề để trấn áp tâm ma lão giả kia dùng một đạo kim kiều chấn áp vạn vật đi thẳng tới vòng thứ 4 của trụ quang đại trận. Vu bảo trong vòng thứ 4 này đều là cấp bậc giống như thiên ma sách, so với thuần dương bảo kính còn tốt hơn rất nhiều, có thể nói là kho báu rất lớn. Lão giả khi tiến vào vòng thứ tư nhưng vẫn không đình chỉ đi thẳng tới vòng thứ năm. người này tự trong mình cao minh tin tưởng tràn đầy, thấy trước mắt với bảo vật vòng thứ tư tính toán thu bảo vật ở vòng thứ năm. lão là bẩm cái gì đó trong miệng đột nhiên xuất hiện bàn tay to hướng tới khối tinh kim khí mà chụp. Bên trong vòng thứ 5 của trụ quang đại trận thì chất lượng cao nhất chính là khối kim tinh khí kia. Nó đã tu luyện thành yêu, hóa thành hình người, cả vật thể trắng như tuyết biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, nó chỉ có bộ mặt, không có miệng, mũi, lỗ tai, rất là quái dị. Kim tinh khí anh hài, trẻ sư sinh này đột nhiên mở hai mắt. Hai đạo hào quang trắng như tuyết bắn thẳng tới bàn tay to của lão giả chỉ thấy hai đạo hào quang màu trắng này xuyên qua bàn tay bắn thẳng tới hai mắt của lão giả kia vị trưởng lão nguyên thủy ma tông này bị hai đạo hàn quang bắn trúng hai mắt lập tức máu đen trào ra không ngờ chưa kịp đối mặt hai mắt đã bị bắn mù không khỏi kêu lên hai tiếng thảm thiết thanh âm kia long trở lở đất truyền tới mấy trăm dặm làm cho mọi người khí huyết bốc lên phải chóng váng diệp phúc nhìn xem vào kinh tâm động phách chỉ thấy kim kiều dưới chân của lão giả kịch liệt ngắn lại trở lão giết cào hướng tới bên ngoài trụ quang đại trận mà đi lão giả tam thần cảnh này không ngờ vừa đối diện liền vọt vào thương nặng vừa vàng tới khởi kim kiều tính toán thoát ra khỏi trụ quang đại trận anh hải kim tinh kia liền đuổi theo khủng bố không bỏ thân hình xẹt qua hư không của trụ quang đại trận giống như một đạo bạch quang vậy tốc độ của nó cực nhanh hai đạo hào quang trong mắt bắn ra thẳng tắp thẳng tới nguyên thần trên đầu của lão giả hào quang định trụ nguyên thần của lão giả dường như muốn xé mở nguyên thần này ra vậy lão giả kia bước lui về sau khó khăn lắm mới mở ra được trụ quang đại trận kim tinh anh hải cũng vượt qua đại trận đuổi tới bên ngoài chỉ thấy hai đạo hỏa quang bay quanh nguyên thần của lão giả không tha nguyên thần của lão giả là một con hỏa điểu rất lớn không ngờ lại bị hai đạo hỏa quang cắt rơi đầu lão giả kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thân thể rầm ra một tiếng nổ tung ngọc lâu phân giải hồn bay phách lạc kim kiều của lão rơi xuống mặt đất vẫn còn dài ngắn tầm sáu bảy mươi mét kim kiều trái mắt giống như một cầu vòng màu vàng đặt ở giữa cửa vào kim điện. Thân ở vòng thứ hai của trụ quang đại trận, mọi người đã không còn bị kim kiều chấn áp. Mọi người quanh thân áp lực nhất thời nhẹ đi rất nhiều, nhưng tất cả vẫn không nhúc nhích ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn biến cố này. Mà Thuần dương bảo kính kia nhân cơ hội trốn mất, trượt ra cả trăm dặm trên tinh sa ngân hà phiêu đãng mà đi. Tống cao đức nhìn lại kim tinh anh hải lẩm bẩm mà nói: hề hey, thật là một đứa trẻ mạnh mẽ, một cường giả tam thần cảnh cứ như vậy bị kim tinh anh hải dễ dàng chém giết nguyên thần mệnh tang tại chỗ trường hợp này làm cho bọn hắn vô cùng rung động đồng thời cũng làm cho bọn họ cảnh giác tòa kim điện này tuy rằng là kho báu của ma đạo đại phái thượng cổ thế nhưng mà nguy hiểm thật lớn bởi vì hoang phế nhiều năm tháng rồi rất nhiều vũ bảo và bảo vật đã tu luyện thành yêu những gì mà ma đạo đại phái thượng cổ này cất chứa đã không hề là vũ bảo nữa rồi mà là yêu là quái đều không ăn phận chờ đợi vũ sĩ tới thu hồi Chúng nó cũng có ý thức Cũng có giết người Lão giả tam thần cảnh tử vong Là hồi chuông cảnh báo cho bọn họ Hài nhi trắng như tuyết kia Sau khi chấm giết lão giả của Nguyên Thủy Ma Tông Vẫn không trở lại chỗ quang đại trận Mà thể hiện một bộ dạng vô cùng vui vẻ Đi ra khỏi kim điện Không biết là đã đi đâu Kim tinh anh hải này đi ra bên ngoài Khẳng định có một hồi gió tanh mưa máu rồi Không biết bao nhiêu cường giả phải chết đấy một vua sĩ lầm bầm mà nói lại một người nhỏ giọng nói Nếu hải có thể lấy được hài nhi này Tế luyện thành nguyên thần thứ hai Quả thực chính là tồn tại vô địch rồi Ngay cả cường giả tam thần cánh Của nguyên thủy ma tông cũng chết kìa Mọi người yên lặng không nói gì Ai mà không muốn thu kim tinh anh hài này Tuy nhiên ngay cả tam thần cảnh cao nhân Cũng bị anh hài này dễ dàng mà giết chết Nếu là bọn họ chỉ sợ anh hài này Phóng ra một đạo hào quang Cũng đủ giết cả đám người bọn họ anh hải kim tinh này đều không phải là bảo vật trong vòng cuối cùng của trụ quang đại trận trong vòng thứ năm còn mấy món vô bảo có thể so sánh với nó, thậm chí vòng thứ sáu còn có ngũ hành kim khí, loại bảo vật vô thượng. Về phần vòng thứ bảy, tớ thuật cùng là có cái gì thì không ai biết được. Rất khủng bố, ngay cả cao thủ tam thần cánh, không ngờ cũng không thể tiến vào vòng thứ năm của trụ quang đại trận được. Thật không hiểu vòng thứ bảy là cái gì, chỉ sợ phải là giáo chủ danh môn đại phái mới có tư cách tiến vào vòng thứ sáu thứ bảy. Bảo vật vòng thứ hai đã lợi hại như vậy rồi, Khiến cho chúng ta hao hết tâm thần Cũng không có thể thu được Vòng thứ nhất thì bảo vật bị hai tiểu tử kia thu đi Chúng ta chẳng lẽ phải về tay không hay sao Có người đột nhiên Nhỏ giọng đề nghị nói Giết hai người kia Chẳng phải bảo vật vòng thứ nhất Hết thảy đều về tay chúng ta hay sao Ừm có đạo lý giết bọn chúng rồi cướp đoạt bảo vật mọi người tinh thần rung lên vội vàng nhìn quanh chỉ thấy nơi mà diệp phúc và tống cao đức đứng đã trống không hai người bọn họ đã sớm không thấy bóng dáng hai tiểu tử, tử kia đâu rồi có người nhanh mắt vội vàng chỉ hướng bên ngoài trụ quang đại trận mà kêu lên hai tiểu tử, tử kia chạy mất rồi khốn kiếp thật hai cái tên khốn kiếp muốn thu lại kim kiều của cao nhân tam thần cảnh kia mau đuổi theo giết bọn chúng không thể để cho bọn chúng thu đi kim kiều được mau mau lên đám người hạ sơ dương vội vàng thúc giục kiều đỉnh từ vòng thứ hai đại trận trụ quang giết gào bay lên thẳng tới bên ngoài đại trận Bên trong chủ quang đại trận, mặc dù có không ít bảo vật mạnh hơn kim kiều này, nhưng bảo vật đó đều thông linh, tu luyện thành yêu, lấy thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể thu được chỉ có kim kiều này, bởi vì chủ nhân đã chết lại chưa có thông linh, chưa tu luyện thành yêu, bất luận ai cũng có thể có thể thu đi được. Cho nên nói cái kim kiều có thể trấn trụ trụ quang đại trận này mới là bảo vật giá trị nhất. Diệp Phúc và Tống Cao Đức hai người đã chạy đi sớm, hai người bụng trộm lấy đi kim kiều bọn họ tự nghĩ bản thân cũng không đủ thực lực lấy vũ bảo khác trong chủ quang đại trận cho nên căn cứ vào nguyên tắc bảo mệnh và phát tài liền yên lặng mà rời khỏi tính toán đem kim kiều của lão giả tam thần cảnh kia mang đi thuận lợi rời khỏi trốn thị phi này nặng quá đi thật sự là rất nắng lúc này diệp phúc ra sức khiêng lên tòa kim kiều này suýt chút nữa đã không nhấc lên được kim kiều cốt cách đều bị ép tới rung động rầm rầm tống cao đức vội vàng trợ giúp cho hắn một tay hai người hợp lực khiêng lên kim kiều thật cẩn thận nhét kim kiều vào trong ngọc lâu của diệp húc tống cao đức thu hồi lại di vật khác của lão giả hai người liếc nhau cùng nhìn ra vẻ vui sướng ở trên mặt đối phương phát tài rồi phát tài rồi ừ, chúng ta không thể quá tham lam được rồi kim kiều di vật của vị tiền bối kia đã làm chúng ta cảm thấy mỹ mãn rồi không tối không tối về phần bảo vật trong trụ quang đại trận để lại cho bọn họ đi làm người không thể quá tham lam được nếu không sẽ gặp trời phạt kia Ta cảm thấy chúng ta thực sự là quá độ lượng Nhiều bảo vật như vậy mà không lấy Toàn bộ giao cho đối thủ Quả thực chính là quá đạo đức mà ừ, Lời này có lý Chúng ta thân là vũ sĩ ma đạo Lại có đạo đức Cái nơi thị phi này vẫn là rời khỏi càng sớm càng tốt thì hơn Mới có thể thể hiện rõ sự đạo đức của chúng ta được à, Đúng vậy đúng vậy Tới khi chúng ta có thể đủ thực lực Lại tới lấy bảo vậy Diệp Phúc và Tống Cao Đức Lập tức bay ra khỏi kim điện Khống chế thiên cơ tán Bôn đảo mà đi Mọi người khi nhìn lại chỉ thấy hai người ngồi trên một con thuyền quay đầu hướng về phía bọn họ mà phất tay. Còn bà nữa chứ, hai cái tên nhóc kia, đừng để cho ta gặp được hai nhóc này lần nữa, nếu không thấy một lần, giết một lần. Lộc não, nổi giận lôi đình, giận dữ mà hét. Hoàng sán không nói một lời, tế khởi lâu thuyền đã rách tung tóe giết gào, hứng theo Diệp Phúc mà đuổi. Còn Tất Vương Sơn không chế thanh đồng bảo điện, cùng hắn chạy song song. Hạ Sơ Dương và Phong Vân Sinh chần một chút cũng nhích người đuổi theo về phần những người khác có người lựa chọn đuổi giết có người lưu lại nhìn xem có cơ hội thu đi bảo vật trong trụ quang đại trận hay không ở phía trên thuyền tống cao đức vui mừng vạn phần mà cười nói diệp lão đệ bọn người kia đuổi giết chúng ta cũng là tìm phiền toái chúng ta đi hoàng tuyển ma tông hay vạn kiếp môn đấy diệp phúc trầm ngâm một lát rồi nói chúng ta đi thanh châu trước ta muốn đem đại ca của ta tới ma tông sau đó khổ tu một phen nâng cao cảnh giới tu vi của mình diệp húc đưa thiên cơ tán giao cho tống cao đức chính mình thì lại tiếp tục tu luyện vô lượng vạn kiếp tâm kinh hắn cởi tinh vào trên người lấy thân thể đối kháng lại lôi kiếp trong mấy ngày diệp húc rốt cuộc cũng đem tâm pháp này từ cố nguyên tứ phẩm tăng lên tới tam chân cảnh chân nguyên tam phẩm lôi kiếp của hắn cũng tới đan đỉnh nhị phẩm nhanh chóng tiến tới nguyên đan nhất phẩm rồi cảnh giới của vạn kiếp vô lượng tâm kinh lúc này hắn đã không còn dám nuốt lôi kiếp vào bụng nữa dưới lôi kiếp này thậm chí ngay cả đại chu thiên tinh đấu trận đồ cũng không thể bảo toàn được nếu như diệp phúc lấy ra chỉ sợ ngay lập tức bị lôi kiếp oanh phá tan tành lôi kiếp nguyên đan nhất phẩm quả thực là có thể nói là khủng bố một đạo sấm sét đánh xuống liền làm cho hắn nổ bong ra chóc thịt tống cao đức căn bản không dám quá thân cận với hắn e sợ bị lôi kiếp lan tới chỉ có thể nhìn hắn từ xa xa một đường di chuyển này tống cao đức đã sớm thấy chỗ hùng mạnh của diệp phúc rồi cho dù là ảo đan cửu phẩm lôi kiếp Hắn cũng trực tiếp phá mồm, hút một cái, ăn luôn cả kiếp vân, thật sự là hung mạnh, hung mãnh vô cùng. Tuy nhiên, Lôi Kiếp Nguyên Đan nhất phẩm so với Hảo Đan cửu phẩm mạnh hơn mấy lần, cho dù là thân thể Diệp Phúc có dũng mãnh tới mấy ngàn lần, ngăn cản cũng cực kỳ khó khăn. Đây là bởi vì Vũ Sĩ tu luyện tới Nguyên Đan kỳ chính là tới một trạm quan trọng, cho nên Lôi Kiếp cũng khủng bố gấp đôi, chỉ cần thoát được quan trọng này, nguyên lực của Lôi Kiếp ngược lại nhỏ đi khá nhiều, không bằng trước nữa hoàn toàn có thể nói chỉ cần vượt qua được lôi kiếp nguyên đan nhất phẩm này. Sau đó thì 8 lần lôi kiếp sau có thể dễ dàng mà vượt qua. Tuy rằng tu vi của Giờ Phúc không phải là nguyên đan kỳ, nhưng hắn nửa đường luyện tập lấy tu vi hạo nguyệt kỳ mà tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Lôi kiếp của hắn trực tiếp tăng lên, rốt cuộc cũng tới đại kiếp nạn nguyên đan kỳ. Từng đào thiên lôi đánh xuống, gần như là làm thân thể của Diệp Phúc bùng nổ ra từng miếng da, miếng thịt. Đây là một kiếp khó qua nhất liên tục vượt qua nhiều lôi kiếp như vậy làm cho thân thể của hắn rèn luyện tới mức ngang ngửa với đại diễn thần trung cửu chuyển nguyên công cũng tu luyện tới cửu chuyển gần như đạt tới trình độ đại viên mãn nguyên thần của hắn cũng trở nên vô cùng cứng cỏi chân nguyên mạnh mẽ chắc chắn cũng đạt tới tình trạng khủng bố tuy nhiên hết thảy ở trước mặt lôi kiếp nguyên đan nhất phẩm này dường như đều trở nên yếu ớt đến không chịu nổi diệp phúc nín thở ngưng thần liều mạng thúc dục chân nguyên sức sống bừng bừng từ trong ngọc lâu chuyển tới không chỉ không ngừng chữa trị tổn thương thân thể cho hắn thiên lôi như trước vô cùng vô tận điên cuồng một chút xuống khiến cho thân thể của hắn vừa mới khỏi lập tức tan vỡ rồi lập tức lại khép lại thiên lôi nguyên đan kỳ chính là sấm mùa xuân mỗi một năm khi mùa xuân bắt đầu đều có sấm từ trên trời cao đánh xuống loại thiên lôi này có uy lực khủng mạnh một đạo xuân lôi đánh xuống bổ ra trời đông giá rét làm cho hết thảy thế gian mang hơi ấm của mùa xuân xuân lôi không ngừng đánh tới diệp phúc cũng có chút tê liệt thậm chí gần như không kìm nổi mà vận dụng đại diễn thần trung và đạo kim kiều kia để mà đối kháng với lôi kiếp tuy nhiên hắn vẫn nhịn được ý nghĩa này cắn chặt răng đối đầu với thiên lôi lấy cứng chạy cứng diệp phúc nhẹ nhàng thở ra thân thể nhanh chóng khép lại thân hình hắn trải qua lôi kiếp tể lễ đã trở nên hùng mạnh trước nay chưa từng có thân hình hơi động trong cơ thể truyền tới những tiếng thiên chống lôi âm âm vang chấn động giống như một tiếng sấm sét đầu xuân rung động lòng người vạn kiếp vô lượng tâm kinh quả nhiên là có thể nổi danh với kiểu chuyển nguyên công mà lấy lực lượng trước mắt của ta đã đủ để có thể đánh được lâu thuyền của hoàng sán mà không bị hắn bức lui nữa rồi diệp phúc phủ thêm đại chu thiên tinh đấu trận đồ chậm rãi săn sóc cẩn thận thân thể hắn mỉm cười nói tống huynh tới phiên ngươi tống cao đức còn đang khiếp sợ việc hắn thuần túy lấy thân thể vượt qua lôi kiếp nghe thấy nói như thế sắc mặt kịch biến lập tức nhảy dựng lên kêu sao cái gì cơ thì ngươi độ kiếp đi. Diệp Phúc cười nói, dứt lời, liền lấy một dược lô bên trong ngọc lâu ra, trực tiếp chụp mở cái lô, từ bên trong lấy ra mấy viên đan yêu, không đợi đan yêu này phản kháng, hắn liền bóp chết lỗ tự yêu quái này, trở lại hình dáng linh đan như cũ. Đây cũng là mấy viên sinh sinh tạo hoa đan, hắn cười nói. Chẳng lẽ Tống huynh không muốn báo thù, giờ hận cho người thân hay sao? Giết chết sư huynh, sư phụ của mình hay sao? Tống Cao Đức thì hắn độ kiếp mà trong lòng run sợ, tính muốn từ chối nhưng nghe thấy nói như vậy sắc mặt lập tức chìm xuống nghiến răng nghiến lợi mà nói được ta tới hắn nghiêm trang lẫm liệt khẳng khái chịu chết nói lão đệ nếu như ta bị lôi kiếp đánh chết đại thủ của ta xin huynh đệ hãy giúp ta diệp húc cười ha ha nói có ta ở đây nghe không chết được đâu tống cao đức về mặt đau khổ miệng nói nhỏ lão tử cũng không có thân thể bất tử như là của ngươi đâu hơn phân nửa rất nhanh chóng là tăng thân trong lối kiếp à diệp phúc đột nhiên linh cơ vận động cười nói ta có một môn tế luyện thuật pháp của hoàng tuyển ma tông tức là chư thiên thập đạo có thể tăng cường thân thể trên diện rộng tống huynh nếu có hứng thú mà nói tiểu đệ có thể mang pháp quyết này mà truyền thụ cho ngươi tống cao đức nổi giận lên đình kêu lên còn mẹ nó chứ ta biết chư thiên thập đạo của hoàng tuyển ma tông các ngươi Tùy rằng lại hại, nhưng là pháp môn 10 phần hại nhân lão tử mà tu luyện môn tế luyện thuật này mà nói sớm muộn gì cũng sẽ bị người tế luyện thành vũ bảo hình người thôi mặc kệ lão tử tình nguyện bị lôi kiếp mọi anh chúng cũng chịu hey, rất đáng tiếc Diệp khúc ảo não vạn phần trừ thiên thập đáo ác danh đã lan ra ngoài không ngờ tới vạn kiếp môn cũng biết khiếm khuyết của tâm pháp này hắn chỉnh sắc nói tống huynh ta còn có thể truyền thụ kiểu chuyển nguyên công cho ngươi dựa vào luyện thể thuật này ngươi vượt qua lôi kiếp tự nhiên, à, không nói chơi, kiều chuyển nguyên công cực kỳ hao tổn chân nguyên, thậm chí có khả năng rơi xuống cảnh giới. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều linh đan dự dực như vậy, tự nhiên là không sợ điểm này. Tống Cao Đức không khỏi mừng rỡ, hắn sớm đã cực kỳ hâm mộ kiều chuyển nguyên công rồi, tuy nhiên, trong lòng tự ái còn không mở miệng với Diệp Húc. Hắn ngượng ngùng lại dài mà nói: "Lão đế, ân tái tạo này Tống Mỗ suốt đời không quên, sau này mệnh của ta chính là mệnh của ngươi rồi." chỉ là một môn công pháp mà thôi, không cần phải như thế. Diệp Phúc truyền thụ hết cuốn thứ hai của kiểu chuyển nguyên công cho hắn. Kiểu chuyển nguyên công lấy tu luyện khó khăn mà nổi danh. Tuy nhiên, lúc này Tống Cao Đức có được hỗn nguyên kiểu phẩm cường giả, lấy hỗn nguyên kiểu phẩm cảnh giới mà tu luyện nguyên công cũng có chút nhanh chóng. Cái này tương đương với việc kiểu chuyển nguyên công là một nguồn suối mà tu vi hỗn nguyên kiểu phẩm của hắn lại là một đại dương minh mông. Lấy nước biển rót vào trong suối không đẩy nhanh sao được Diệp Húc khống chế thuyền nhỏ tiếp tục phi hành không nhanh không chậm ở trên mặt biển mà Tống Công Đức trong thời gian ngắn một ngày đã tu luyện kiểu chuyển nguyên công tới hai chuyển rồi. Tuy nhiên từ khi tam chuyển bắt đầu thì tiêu phí thời gian cũng dài hơn. Kỳ thực lôi kiếp của vạn kiếp vô lượng tâm kinh chính là cách tốt nhất để tu luyện kiểu chuyển nguyên công kìa. Diệp Húc thì hắn khổ tu không kìm nổi mà nhắc nhở một câu. Ta sở dĩ tu luyện quân thứ hai của kiểu chuyển nguyên công thành công trong thời gian ngắn như vậy là do lôi kiếp thối thế tống cao đức đã sớm có chút nóng lòng muốn thử lập tức nuốt vào một quả sinh sinh tạo hoa đan tu vi lập tức đột phá dẫn động lôi kiếp đan đỉnh nhất phẩm lôi kiếp này đối với hắn mà nói có chút khó khăn cho dù hắn tu luyện kiểu chuyển nguyên công cũng bị bổ cho bong ra chóc thịt lôi kiếp tới cuối điện thiểm lôi minh vạn lôi tề phát giống như vạn kiếm cùng đâm khiến cho tống cao đức thương tích đầy mình Mấy chỗ có thể nhìn thấy cả xương Ta không chịu được nữa rồi Tống cao đức rứt cuộc không kìm nổi cuống quyết tới khởi lôi chỉ đại đỉnh Đột nhiên một bàn tay chân nguyên to lớn Từ bên cạnh xuất hiện lấy đi đại đỉnh của hắn Lập tức hàng vạn trên lôi chút xuống Làm cho hắn bị cháy đen một mảnh Lão đế đưa đỉnh cho ta Ta thực sự không chịu nổi được Diệp húc dịu dàng cười khổ Không có việc gì Có ta ở đây ngươi tuyệt đối là không chết được đâu lôi kiếp gần như làm cho tống cao đức cháy xém thành một khối đen xì thiếu chút nữa thì lấy đi cái mạng nhỏ của hắn cũng may lôi kiếp cuối cùng cũng qua tống cao đức nằm ở trong thuyền nhỏ thở dốc vù vù mừng rỡ như điên nói lôi kiếp quả nhiên là cách tốt nhất để tu luyện kiểu chuyển nguyên công hiện giờ nguyên công của ta đã tu luyện tới năm chuyển rồi diệp húc nâng đầu hắn dậy lấy mấy viên linh đan lại thêm một chút chân nguyên chữ thương cho hắn làm cho hắn bừng bừng sức sống rực cười nói đây là đương nhiên rồi từ trước ta không biết cách tu luyện này Tu luyện nguyên công vô cùng khó khăn Mỗi khi nâng cao một cảnh giới Phải tiêu phí mất không biết bao nhiêu thời gian kìa Tống cao đức cảnh giới nói Lão đệ Ngươi cho ta ăn đan dược gì vậy Ờ thì đương nhiên là sinh sinh tạo hóa đan rồi Hiện giờ tu vi của ngươi tới đan đỉnh Nhất phẩm rồi Muốn nâng cao cảnh giới Ăn một quả đan dược không đủ Phải ăn nhiều thêm một chút kìa Diệp Phúc ngẩng đầu Nhìn lên trời cao Thế Lôi Vân lại ngưng tụ lại Hắn cười nói Tống huynh, mau đứng lên đi, lôi kiếp của ngươi lại tới nữa rồi kìa. Lão tử bị người hại chết rồi, hại chết rồi. Tống cao đức nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng xoay người nhảy lên, kiên trì mà đối kháng với lôi kiếp. Diệp húc thì đứng ở bên cạnh, nhìn thấy nhỏ giọng mà cười nói. Nhìn người khác bị xét đánh, trong lòng ta cũng cảm thấy sảng khoái hơn nhiều à. Tống cao đức lại vượt qua một lần lôi kiếp, thương tích để mình, giống như chó chết mà ngã vật vào trong thuyền nhỏ ngay cả tay của hắn cũng không còn nhúc nhích được nữa. Diệp Phúc rất tự nhiên, một mặt chữa thương cho hắn, không thèm để ý tới kháng nghị của hắn, nhét tiếp vào miệng hắn hơn 10 miếng sinh sinh tạo hóa đan, lập tức làm cho hắn mà phải độ kiếp. Cứ như thế ba bốn lần, Tổng Cao Đức bị ép tới chết đi sống lại, nhìn thấy sinh sinh tạo hóa đan lúc này, thậm chí hắn có cảm giác không kìm được mà muốn nôn mửa. Đan dược nguyên đang đáng yêu, dị thường trong mắt của hắn, lúc này lại bị biến thành dữ tận khủng bố đến vô cùng. Tuy nhiên tu vi thực lực của hắn lúc này cũng đã đột phá mãnh liệt, thân thể hắn vô cùng dũng mãnh, thậm chí đem cuốn thứ nhất của kiểu chuyển nguyên công tu luyện tới chín chuyển. Tốc độ này so với Diệp Phúc năm đó mà nói không biết khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Tu vi của hắn cũng tăng lên đan đỉnh bát phẩm, ngang với sư huynh Phong Vân Sinh của hắn. Diệp Phúc đang định truyền thụ kiểu chuyển nguyên công cuốn thứ hai cho hắn, Tống Cơ Đức đột nhiên lấy ra một lỗ kim tinh khí, bình tĩnh vạn phần nói: "Diệp lão đệ, kim tinh khí này trả lại cho ngươi, ta ta muốn tạm thời rời đi một chuyến diệp phúc nhận lấy kim tinh khí chỉ thấy sắc mặt tống Cao đức kiên nghị trong mắt thoát ra sát khí lành lạnh lập tức hiểu được hắn nghĩ gì thản nhiên nói đã nhiều ngày nay ta không chế thiên tự cơ tán tốc độ không nhanh không chậm phòng vận sinh đám người thủy chung vẫn ở sau lưng chúng ta không xa đâu người muốn giết hắn hắn cũng muốn giết ngươi. tuy nhiên tống huynh người còn nắm chắc mười phần hay không đây tống cao đức cười ha hả hào khí vạn trượng đứng dậy nói người chờ ta một phút, sau một phút ta mang đầu sư huynh tới gặp ngươi. hắn bước nhanh ra khỏi con thuyền, bay thẳng về phía sau. Diệp phúc dừng lại, nhìn hắn rời đi, thầm nghĩ: một phút sau, trong thời gian này, đám người hoàng sán hạ sơ dương cũng đã tới đây rồi. cũng được, nhân cơ hội này giải quyết bọn họ một lần cho xong đi vậy. sau một lúc lâu, một con thuyền sách tung tóe tiến vào tầm mắt của Diệp phúc, hoàng sán và hạ sơ dương đứng ở đầu thuyền, đồng thời sử dụng đại thuyền phá không mà tới. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến Tập 56 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại